Sao rung lắc dữ vậy? Trời quá, trời quá. Mấy người là ai? Thật bất ngờ, cái trứng đó lại nở ra lúc này. Nhưng không sao, thứ này có vẻ nhiều thịt, đủ cho bộ lạc của chúng ta ăn rồi. Mau giết nó đi. Không, không, chết xe tôi ra. Tại sao các người để tôi ra? Giờ lại muốn xé xác tôi. Không, không. Đứng lại. Mau, mau đuổi theo nó. Sẽ bắt đường đó. Phanh thay xé thịt nó ra. Mình không muốn chết đâu. Đây. Hả? Ở phía trước là một con sông rất lớn đó. Hãy qua đây núp đi. Ngươi là ai? Có phải trung bọn với cái lũ ăn thịt kia không? Bảo là đi. Xuống cái vách núi kia núp. Bọn chúng sẽ không phát hiện ra ngươi đâu. Ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi sợ lắm. Nhưng tại sao những kẻ đó để tôi ra rồi muốn ăn thịt tôi chứ? Không, bọn chúng không phải là cha mẹ để ra ngươi đâu. Bọn chúng chỉ là tộc người tiền sử, chuyên đi ăn cắp trứng của các loại khác. À, vậy là cha mẹ của tôi không có muốn giết tôi. Chắc chắn cha mẹ của tôi đang ở một nơi nào đó. Không được, không được. Tôi muốn quay về nhà của mình. Ta cũng không biết ngươi là loài nào, nhà của ngươi ở đâu nữa. Chắc có lẽ lũ người tiền sử đó ăn cắp ngươi về đây. Không. Mới biết rõ nguồn gốc của ngươi mà thôi. Không, tôi không muốn tới chỗ của bọn chúng một lần nào nữa đâu. Tôi sẽ tự đi tìm nhà của mình. Đứng lại đi. Khu vực này nhiều thú dữ nguy hiểm lắm. Với lại ngươi không biết đường thì có tìm suốt đời cũng không thấy cha mẹ của ngươi đâu. Tôi không sợ gặp thú dữ ở đâu. Tôi tấn công xé thịt ngược lại bọn chúng ở đó. Tôi phải quyết tâm tìm về nhà của mình. Tôi không muốn sống cô đơn đâu. Tôi ở đây tôi sợ lắm. Hãy cẩn thận. Mau cắn vào trong bụng của con nhện quái vật đi. Đó là điểm yếu của nó. Tôi biết rồi. Ngon quá, ngon quá. Đã khát quá, đã khát quá. Ngươi ăn từ từ thôi, có chừng mất ngạn đó. Ở đây chỉ là những sinh vật yếu ớt mà thôi. Ngươi càng đi xa, càng có những sinh vật dữ tợn hơn nhiều. Chuyện gì vậy nè? Thật không ngờ, ngươi mau lớn thật. Trong ngươi cho nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn rồi đó. Này, nhưng mà hãy bình tĩnh lại. Chúng ta chỉ còn một cách, đi tới chỗ lũ người tiền sử, tấn công bọn chúng, uy hiếp bọn chúng, để xem hồi đó bọn chúng bắt ngươi từ nơi nào. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi không sợ hãi nữa đâu. Giờ thì tôi lớn hơn, tôi mạnh mẽ hơn rồi. Tôi sẵn sàng đối mặt lại với lũ người tiền sử ăn thịt đó. Anh em, nhìn kìa, có cái thứ gì đang lao tới chúng ta kìa. Mau bắt nó ăn thịt đi. Lũ người tiền sử khốn kiếp, các ngươi dám chia cắt ta với cha mẹ của ta, rồi còn đòi bắt ta về làm chứng hồn vịt lộn nữa chứ. Lần này thì ta cho cả bộ tộc tiền sử các ngươi chết không toàn thây. Thì ra là cái con rồng đá hột vịt lộn hôm bữa chạy thoát đi mà. Mọi người mau tập trung lại, mổ bụng xẻ thịt nó đi. Tối nay chúng ta mở tiệc BBQ. Ta sẽ giết sạch các ngươi. Bình tĩnh lại, phải chừa lại vài tên. Hỏi bọn chúng bắt ngươi từ nơi nào? Tha cho chúng tôi đi, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi bắt cái trứng là của loài rồng đá ở ngọn núi phía bắc xa thiết. Được rồi, bỏ qua cho bọn chúng đi. Thì ra cậu là loài rồng đá. Nào, giờ hãy nhanh chóng quay trở về nhà của mình đi. Tôi biết rồi, cảm ơn ông nhiều. Nếu tôi quay trở về nhà được, tôi sẽ giới thiệu cho ông với mấy bà hàng xóm ở quê hương của tôi. Nhìn kìa, một con rồng đá đang đi ngang qua chỗ của chúng ta. Này, lại đây, chúng ta biểu coi. Có chuyện gì? Nhưng mà nhìn phía ngoài, hình như các ngươi cũng là rồng đúng không? Đúng vậy, chúng ta là loài rồng châu Á, nhưng chúng ta sống cô đơn lắm. Nhìn ngươi cũng bảnh toản dễ thương, lại đây cho ta sờ miếng coi. Nhưng tôi là rồng đực, mấy người cũng là rồng đực mà. Sợ soạn cái gì? Không lẽ là lũ biến thái? Khốn kiếp, dám chửi bọn tao biến thái à? Mau, dễ sợn cho nó tới chết đi anh em. Tránh xa ra, tránh xa ra.
lũ rồng xàm sỡ đây. Không, không. Đừng có chạy, chạy không có thoát được đâu. Lần đầu còn ngại, nhưng mấy lần sau sẽ quen mà thích mà thôi. Tôi vô cùng khiếp hãi và kinh hoàng trước những con rồng châu Á biến thái như thế này. Tôi không muốn mất đời trai vào tay của bọn chúng đâu. Tôi chỉ muốn giao đời trai của tôi cho mấy em rồng đá cái xinh đẹp mà thôi. Không được, không được. Thế là tôi cũng vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại và dùng hàm răng móng tay sắc nhọn của mình cào liên tục vào mặt của bọn chúng. Thì lúc này vô tình tôi đã cào chúng vào một con, và rồi từ trong miệng của nó rớt ra một viên ngọc màu xanh rất là đẹp. Khi viên ngọc rớt ra ngoài thì ba con rồng châu Á này tự nhiên bất tỉnh. Không lẽ đây là viên ngọc sức mạnh của bọn chúng hay sao? Vậy thì tôi sẽ nuốt luôn viên ngọc này để cho bọn chúng chết luôn. Và sau đó tôi thừa thắng xông lên ăn thịt luôn ba con rồng châu Á này, để cho trên đời này không tồn tại những sinh vật biến thái kinh dị đến như thế. Nhưng thật không ngờ lúc này người của tôi lần lần và có gì đó thay đổi. Wow, wow, cơ thể của tôi sao trông ngầu thế này? Thật là khủng khiếp. Hay lắm, hay lắm. Thật không ngờ cơ thể của mình càng lớn lại càng trở nên vạm vỡ và trông uy lực như thế. Được rồi, hãy nhanh chóng về nhà thôi, khoe với lại đồng loại của mình, khoe với gia đình của mình. À đúng, còn khoe với mấy em gái rồng xinh đẹp nữa. Chắc có lẽ nhiều em thấy mình, em nào cũng muốn bắt mình về làm chồng cho bà xem. Hạnh phúc quá. Khổng kiếp, ta không đen bà. Ta ghét phụ nữ, các ngươi làm ta tổn thương. Hả? Lại gặp thêm một tên điên nữa. Thôi, mình đi lẹ qua khu vực này đi. Chết đi, chết hết đi. Ta đau khổ, ta thất tình, thì ta không muốn thứ nào sống trước mặt của ta. Khổng kiếp, cái tên đây, người thất tình thì cả cha ngươi chứ. Tại sao ngươi lại trút giận lên sinh vật khác? Bởi vì ta tổn thương, ta đau đớn. Ta còn muốn sinh vật khác phải hạnh phúc, bọn chúng phải đau khổ hơn ta. Tình này hắn mạnh quá, mình không thể nào giao chiến với hắn được nữa. Phải dùng tâm lý để khống chế hắn mà thôi. Hãy bình tĩnh lại đi, hãy bình tĩnh lại. Trên đời này còn rất nhiều gái đẹp mà. Không bao giờ tôi tin vô đàn bà nữa đâu. Cái tên quỷ lửa yếu đuối này, đàn bà bỏ ngươi, ngươi chỉ biết khóc lóc đau khổ thôi à? Tại sao ngươi mạnh mẽ thế kia, ngươi không đứng dậy, ngươi không đi tìm đàn bà khác? Trên đời này thiếu gì chứ? Nếu ngươi muốn, ta sẽ giới thiệu bà hàng xóm của ta. Mặc dù bà ấy hơi hôi miệng với hơi hôi nách, nhưng đảm bảo sẽ chung tình với ngươi. Cái gì? Ngươi nói ta hẹn nhé. Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao tao phải khổ vì một con đàn bà đá ta chứ? Ta phải đi tìm đàn bà khác, thậm chí ta còn lấy nhiều vợ. Cảm ơn người đã thức tỉnh ta. Không có chi đâu, phải mạnh mẽ lên. Người là đàn ông thì chỉ có đàn bà đau khổ vì người thôi. Người không được phép rơi lệ vì phụ nữ, nghe chưa? Ta biết rồi. Cảm ơn người rất nhiều. Hãy cẩn thận, phía trước đang xuất hiện loài rồng Hydra năm đầu, bọn chúng rất độc ác đó. Tôi cũng nhanh chóng lên đường sau khi giải quyết chuyện tình cảm cho một con quái vật đầu bò đầy rực lửa. Và tôi cũng tiến thẳng về phía trước. Đi được một ngày đường, cuối cùng tôi cũng tới được một ngọn núi đá rất lớn. Tương truyền trên ngọn núi đá này là quê hương của loài rồng đá chúng tôi. Sao nghe mùi thối rữa của xác chết vậy? Trời đất ơi, là đồng loại của tôi, họ bị gì thế kia? Không, tất cả đều chết. Người đầy máu me, những vết cắn, những vết cào trên thân xác của họ là của kẻ nào đã gây ra? Khốn kiếp. Đây. Còn thành viên còn sống hay sao? Ngươi là rồng đá đầu đàn đúng không? Đúng vậy. Trông người lạ mặt quá. Ngươi cũng phải
là con dân đúng đồng đá nơi này. Đúng vậy, tôi bị thất lạc, giờ tôi mới tìm được về nhà đây. Nhưng mà mọi người bị gì vậy? Loài rồng đá của chúng ta bị lũ rồng hai qua năm đầu tấn công bất ngờ. Bọn chúng muốn tìm viên năng lượng lục bảo gia truyền của loài rồng đá chúng ta, nhưng chúng tôi quyết chết bảo vệ viên ngọc đó. Được rồi, tôi giao viên ngọc đó lại cho cậu. Cậu nhanh chóng xé xác ăn thịt tôi đi. Không đâu, không đâu. Trong người tôi để chứa đựng viên ngọc đó. Nhanh lên đi, tôi sắp chết rồi, tôi chịu không nổi nữa đâu. Được rồi. Tôi vô cùng đau đớn, nhìn đông lại chết trước mắt của mình và phải xé thịt rồng đá thủ lĩnh để lấy viên ngọc gia truyền và nuốt vào bụng để lưu giữ viên ngọc này. Nhưng thật không ngờ viên lục bảo này lại ban cho tôi một nguồn sức mạnh khác, khiến người của tôi một lần nữa lại thay đổi và biến thành một con rồng đá thủ lĩnh mới. Nhưng mà bây giờ tôi không hèn nhát ở đây đâu. Tôi sống một mình chắc có lẽ sẽ cô đơn tới chết. Đến lúc rồi, tôi phải đi tìm lũ hai qua, lũ rồng năm đầu chết tiệt đó để báo thù. Vừa đi vừa nhìn xuống lớp đất, thấy dấu vết chân của loài rồng Hydra năm đầu di chuyển theo đàn lần lượt. Tôi cũng tiến gần và đi thật nhanh theo dấu bước chân đó. Trải qua 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tôi cũng phát hiện lũ rồng Hydra đang nghỉ chân ở một dòng suối uống nước. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lao tới cắn xé với bọn chúng. Lại là lũ rồng đá, chúng mày chưa bị chúng tao diệt sạch ta. Câm mồm đi! Không phải chúng mày muốn tìm viên ngọc lục bảo hay sao? Tao đang giữ nó nè. Hãy lại đây hết đi. Cái gì? Thì ra mày là kẻ giữ viên ngọc đó. Hẹn chi bọn ta tìm không thấy. Bây giờ bọn ngươi có thấy thì cũng không có cơ hội để sử dụng viên ngọc đó đâu. Hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Các ngươi phải xuống địa ngục để rửa những lỗi lầm mà gây ra cho gia tộc của ta. Đến lúc rồi, tất cả lời rồng hai ra của các ngươi phải chết hết. Anh liều mạng trả thù cho đồng loại ta. Long hận thù lên tột độ, kết hợp với hai viên ngọc lục bảo kỳ lạ mà tôi đã hấp thụ được, khiến cho cơ thể tôi có sức mạnh phi thường, vượt bậc hơn lũ rồng hai ra này rất nhiều. Và kết quả tôi đã hạ bọn chúng không mấy khó khăn. Đến lúc rồi, tôi sẽ không ở nơi này nữa. Tôi sẽ đi khắp mọi nơi để tìm kiếm cuộc sống mới và giúp đỡ những sinh vật khác. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.